Hello, hôm nay gia đình mình đi hái trái lê. Rất là nhiều trái mọi người ơi, đây là lê Hàn Quốc này. Xem như thế nào. Lựa mấy trái mà ngon ngon. Nó bị em bôi dạy như gì em ạ. Mía nhi, mía nhi, nhiều người tới này. Bắt đầu ngay dạ nha bệ con. Ngồi dậy thì nè. Tên ăn ở cái yộn lần hai này cái yộn hai. Which one this? No, the other one. This. This one. Đâu có. Look big. Mày đi nè, mày ngụt nè. Đi nè. Đi ngụt. Vào đó. Đi ngụt nè đi. Ăn tạch bây giờ. Come on, come on. Bơ gặp ta hấp này mơ. Chào mọi người, đây. Đủ sợ này, có quắc rồi này. Bị này, đeo ở đây này. Đó hả, prong mà đó hả. Đó bỏ, đó bỏ hả chứ. Cái như bè, cái như lệ. Ủa, nè, 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 nè. Ngôi thế này. Nó tốt lắm mà nè. Mang nó mang. 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 Mang nó mang.
ว้าหันปรองหันมันหาฟังมันนั่นเหมือนมันดักเลยมังไก่สับใดเลยช่วยใดยังท่าหูมาหายล้วนนะมึงตาติ้งพาวนี่ติ้งพาวก็จ่ายจ่ายล้วนNhìn trong phone nó nhỏ thôi chứ ở ngoài nó to mọi người ạ. Nó mang không? Ok. Bà ngoại bên kia. Mm-hmm.